cây bồng bồng bà con ơi, cây bồng bồng, cây bồng bồng nó tốt là ta gọi là bàn biển ấy nha, có người gọi là bàn biển. À, những người có bệnh và thế này thì không ăn được cây bồng bồng là cây bàn biển. Người có bệnh thận, dương hư, người có tỳ vị hư hàn, say rượu, uống rượu, nóng trong người, lỡ lét, trẻ em và người lớn tuổi mà nó tốt, thật tốt, nó tốt là nó trợ tim, nó tăng cường sức khỏe co bắp của tim, tăng cường lực cơ tim, chữa hen, chữa suyễn, ồ tốt quá, tốt quá, tốt quá, viêm thận, phù thủng, sỏi thận, sỏi bàng quang, tiểu buốt, bí tiểu, làm lành vết thương ngoài da, trầy xước, khó cầm máu, huyết bạch hổ ở phụ nữ, dịch âm đạo, sinh lý nam, rắn cắn, thấp thì ta đun nước, ta uống như nước trà, ta đun nước là uống như nước trà. Đó nha bà con, đó, nó làm tốt lắm, như vậy thì nó làm an thần cho bà con chúng ta ngủ tốt. Bà con ơi, bà con cố gắng nha bà con. Những người không ăn được bằng biển là cây bồng bồng, đó là người có bệnh thận, dương hư, người có tỳ vị hư hàn, say rượu, uống rượu, nóng trong người, lỡ lét, trẻ em và người lớn tuổi, còn bao nhiêu ăn được hết. Bà con cứ cố gắng mạnh khỏe đi nha bà con. Nhưng bà con nhớ là cứ pha nước uống như pha nước trà được rồi. Giống như pha nước trà, đó là cây bồng bồng, cây bằng biển nha bà con. Bà con ơi, chúc bà con chúng ta uống bồng bồng, bằng biển vui vẻ, mạnh khỏe. Bà con ơi, xin chào.